Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Nếu mà chúng ta đang quan tâm tới cái giáo mà huyết long thuần đỏ đỏ thì đây là một cái sản phẩm mà em muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn này. Đó. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy này, chúng ta nhìn thấy trực tiếp trên video luôn nha. Cái này là huyết long thì không cần giới thiệu thêm nữa. Sản phẩm nó đang đầm đọt huyết long nữa. Em không cần giới thiệu thêm nha, để cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Đây này, chì của nó này, chì rất là đẹp nha, mơn mởn. Còn vào 2 chì 3 chì, chì bên này là chì thứ 3 này cả nhà này, chì thứ 4 này, chì thứ 5 này. Cái đây thì cái đây là họ cắt đi nha, cái đây là nó dày quá họ cắt đi chứ không phải là thiếu đâu nha cả nhà. Cái này, đây chì thứ 6 này cả nhà này, chì thứ 6 này, chì thứ 7 và một đọt nha, huyết long nha. Đây nha, 7 chi và một đọt nha cả nhà. Đó. Đây nha. Đó. Đây cả nhà xem này. Đó. Đây. Đây, cổ này, cái hoành của cây này khoảng độ 12 13 nha cả nhà. Đây này, đây, cái long này nó khoanh này, cả nhà xem cái gốc nó phanh này. Đó. Nó lắc nha, cái đường lắc rất là ok nha. Giới thiệu với cô chú anh chị các bạn sản phẩm huyết long thuần. Giáo huyết long thuần đẹp nha, lá vàng già mơn mởn. Đây cả nhà xem này, mơn mởn nha. Đó. Gồm có 7 chi và một đọt nha. Sản phẩm như trên màn hình mà em đang giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn đây, y như màn hình luôn nha, rất là ok, liên lạc luôn nha cả nhà. Một cái chi này là nó rất là lớn, nó rộng lắm. Nó lớn nha, nó không có hẹp nha. Một cái chi ở đây này, một cái gang cầu cũng phải đang có bông rồi cả nhà này, nó đang có mặt bông, một bông nó tàn mất rồi, bông tàn mất rồi, tàn rồi cái là ấy rồi, nó là nở bói nha cả nhà, nó nở bói mà nó tàn rồi. Đây, đây cả nhà xem đó, đây nha, đó chi đẹp ạ. Đó, thì có những cái cây mà nó đẹp như nó huyết long thuần như thế này em giới thiệu lên để khán giả chúng ta cùng xem, và khách hàng chúng ta cùng xem nhé. Này, này liền lạc này, liền từ cốt ra này, liền từ cốt ra này. Đó, liền này chúng ta không thấy một cái tì vết nào hết nhé. Đây này, cái độ liền của nó này, độ liền từ cốt này. Đó, em quay đó, liền từ cốt luôn nha. Đây, liền từ cốt nha. Đây cả nhà, còn cái chỗ đây là nhà vườn cắt nha, cắt chứ không phải là thiếu chi nha cả nhà. Đó, đây liền này. Đó, đó. Khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em theo số máy là 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà, em sẽ tư vấn cho cả nhà. Nhưng chúng ta có thiện chí thực sự thì chúng ta sẽ mua, mà không thì chúng ta xem ủng hộ em thế là được rồi. Cảm ơn cả nhà, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.